Dạ vâng, em Hồng xin gửi lời chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em. Thì hôm nay bên em tiếp tục giới thiệu cho cả bác một cái con bao khủng nha bác nhé. Dòng này vừa tích hợp nghe nhạc vừa karaoke và nó không có quạt gió nha bác. Đặc biệt nó dòng này nó không có quạt gió nên là các bác chơi có thể nghe nhạc và nó rất là êm. Đấy, không có quạt gió, không gây ồn. Con này là con bao xăng xui. Đấy, dòng bao dòng cực kỳ là hiếm nha bác. Cực kỳ hiếm trên thị trường, dòng này thì các bác có thể thấy là trên thị trường Việt Nam là không có nhé. Nó chỉ có đâu là một hai con đời 3201 nha bác, đời 3201 thôi, đời lớn hơn một tí. Chứ còn đời 2201 là không có một sản phẩm nào trên thị trường Việt Nam nha. Thì hiện tại bên Nam Thanh Hồng hiện tại đang có sản phẩm này và quay lên để giới thiệu chi tiết cho các bác để các bác cùng tham khảo. Đó. Thì đó thì em cũng đã tháo rời ra về nắp lưng rồi ốp ốp gỗ bên sườn và cũng như là phía dưới bọc của nó luôn để cho quay cho các bác xem chi tiết về cái nội thất của máy. Vâng, về đây là cái nắp lưng nha bác nhé. Nắp lưng của sản phẩm thì các bác thấy là nó còn cực kỳ là đẹp nha. Đây là nó dính mấy cái chấm keo nha bác. Đấy. Đây thì nó sẽ chia làm 3 phần như thế này, nắp lưng nó sẽ chia làm 3 phần và khi lắp ráp lại thì nó như thế này nha bác nha, hoàn chỉnh một cái bộ sản phẩm lưng. Còn bên này thì cái phần ốp gỗ hai bên sườn, hai bên hông nha. Đấy, ốp gỗ hai bên hông. Đó, rất đẹp nha bác. Đấy, vân gỗ đây đã đủ cho các bác nha, tất cả các góc cạnh là cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Đó, còn miếng phía dưới là miếng dưới bụng. Đó, nhìn bác nhé. Góc cạnh là rất đẹp. Rồi, chúng ta đi vào cái nội thất của máy nhé. Về hình thức thì con này thì khi lắp vào thì nó sẽ có hai má gỗ hai bên nữa nên là rất đẹp nha bác. Rất đẹp và size nó sẽ dày thêm. Size nó sẽ rộng ra thêm nữa. Đó. Con này thì về chiều cao thì nó sẽ sở hữu là một size 3U cực kỳ là hàm hố với cái thiết kế rất là dày nha bác. Rất là dày nha. Em có thể đo cho các bác xem luôn. Đấy, đo cái thước chiều cao của nó cho các bác xem. Chiều cao con này thì nó lên đến là 20cm nha bác, 20cm. Đấy, 20 này. Và chiều sâu thì nó là 46. Chiều sâu là 46 nha. Chiều ngang con này thì 43 kèm theo là hai cái ốp gỗ. Là 48 nha bác nhá. Chiều ngang của con này thì nó cũng bằng 48 nếu tính cả hai cái ốp gỗ giống như là những cái con đáy khác. Trong những dòng đáy thì tất cả đều là nó sử dụng là cái size là 48cm. Đấy. Và cái chiều cao, đặc biệt là chiều cao con này rất là khủng nha bác. Chiều cao nó lên đến là 20cm. 20cm rất là dày. Đấy, dày dặn nha. Rồi, đây là bên hông này. Bên hông của nó nha bác nha. Đó. Sexy của nó phía bên trong thì nó sẽ sử dụng là phần mạ đồng nha bác. Mạ đồng chống nhiễu cực kỳ tốt nha. Đấy. Đây, xung quanh đây. Đấy, còn phía bên trong nội thất này. Con này thì bên em tiến về thì hàng cực kỳ đẹp nha. Đấy, tất cả các góc cạnh không trời xước nha bác nha, không một tí trời xước, rất đẹp luôn. Mặt cũng như thế nha, trước mặt này. Đó. Con này thì nó sẽ bố trí đây là cái công tắc nguồn, đây là công tắc nguồn nha bác nha. Logo xăng xui, Strel Power Amply đời B2201 nha. Và ở cái này thì là mặt kính nha bác, ở phía này là mặt kính này. Đó, và phía bên trong thì nó sẽ có hai cái cột đèn tín hiệu giống như cái đèn nước của những con Pro 5 bác. Đấy, đèn nó lên màu đỏ cực kỳ là đẹp khi các bác mà cho tín hiệu nhạc vào và khi đánh nhạc ra thì nó sẽ nhảy theo tín hiệu nhạc cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Màu đỏ thì nó rất là ấm và các bác nhìn vào ban đêm thì gọi là quá đẹp luôn các bác, nhìn mê thôi. Rồi, đó, phía mặt trước nha. Còn về phía bên trong thì chúng ta sẽ thấy một cái cấu hình gọi là nó cực kỳ là khủng bố của cái con đáy này. Đầu tiên đó là tăng phô
thằng phô nói nha bác nha, thằng phô thì bác thấy nó vuông vức đó, một khối buông như thế này đó. Được bố trí ở ngoài đỉnh lợt ngồi phía sau nha, lợt ngồi sau và nó vuông vức nha bác nhé. Các bác nhìn to hơn cá bàn tay luôn. Đó, cái này thì cái tầm phô nó thì khối 13 và con này cực kỳ là nặng nha, rất là nặng. Đó, và nó sẽ sở hữu là 8 quả tụ gồm 4 quả tụ lớn này, 4 quả tụ lớn này. Đấy, và 2 quả tụ nhỏ, 4 quả tụ nhỏ mỗi 2 quả hai bên. Rồi bác nè, 8 quả này, 2 này, 4 này, 6 này, 8 này. Đấy, 8 quả tụ lớn nha. À, mỗi tụ lớn thì nó sẽ sử dụng nó sẽ có chỉ số là 20.000 mi. Đấy, mỗi tụ lớn là 20.000 mi nha. Tụ nhỏ thì nó sẽ có chỉ số là 4.700 mi và tụ là tụ săn xuôi luôn. Tụ săn xuôi luôn nha bác. Đấy, các bác nhìn này. Quá chắc. Còn hai bên, hai bên sẽ là hai vi công suất. Hai vi công suất nha. Con này thì cũng cực kỳ là gấu nha bác. À, công suất độ ra nó lên đến là 270W. Ở 8 ohm thì với cái công suất này thì nó đánh là vô tư những cái cặp full bát 30 đó. Và có thể đánh lên đến 40 đấy. Rồi em sẽ quay vào đằng sau nha, con này thì cực kỳ là nặng. À, các bác thấy là phía trước nó là sexy, đều là mạ đồng nha, mạ đồng còn sáng bóng luôn, rất đẹp. Phía sau đây các bác, phía sau thì chúng ta sẽ có một cái chạm lo, cầu lo đó, và rất là to. Đấy, các bác nhìn nó cực kỳ là to, to hơn ngón tay út. À, các bác nhìn nó bằng ngón tay trỏ luôn, còn nguyên bản và rất là đẹp nha. Ở sau thì chúng ta sẽ có hai cái volume chiếc áp đấy nha, hai volume chiếc áp để tinh chỉnh cho hai vế đằng trước và cũng như là đường tín hiệu vào. Đấy, đường line input và volume cho từng vế led right. Đấy, con này sẽ có số series là 0166 nha bác nhé, mã B xăng xui B2201, công suất là 460W. Đấy, một công suất cực kỳ là lớn với dòng điện là 100V. Đấy, hàng này được sản xuất tại Gia Băng nha bác, Gia Băng. Đấy, cực kỳ là chất lượng. Đó là phía trên nha. Rồi em sẽ quay đằng phía dưới nha. Phía dưới cho các bác xem. Đó, linh kiện này các bác thấy, linh kiện nó là cực kỳ là gấu. Nhìn cái nào cái đó là nó phải gọi là rất là chắc. Nhìn cực kỳ là chắc nha. Các bác nhìn này, linh kiện nó này. Nhìn cái kiểu nó mập ú, nó nhìn nó rất là nồi, cực kỳ là chắc luôn. Đó. Đây rồi các bác nhé. Rồi em sẽ quay ra dưới cho các bác xem sò công suất và cũng như là ví mạch ở dưới luôn nha. Vâng, đó là phía dưới bụng của cái con bao săn xuôi B2201 nha bác nhé. Đó thì ở trên này thì các bác sẽ thấy được là nó sò công suất của nó nha bác, sò công suất nó này. Đấy, sò công suất nó thì các bác sẽ thấy được là dòng sò Sanken Hi-Vis. Sò Sanken Hi-Vis nhá. Và mỗi vế của nó sẽ chạy là 2 4 6 8 8 con sò Sanken Hi-Vis. Đây này, 2 này các bác nha. 4 này, 6 này, 8 này. Các bác có thể nếu mà các bác nhìn không rõ sò bên trong á thì các bác có thể đếm con trời sứ này. Đấy, trời sứ này là 2 này, 4 này, 6 này, 8 này. Và phía bên dưới này là 8 con, là tổng cộng nó 16. Đấy, 16 con này, 16 thì 16 sò Sanken Hi-Vis thì nó tương đương với những dòng bao mà những dòng bao như là Ramsa này, những dòng bao Ramsa với cái B9220 hoặc là những cái con những nói chung là những con bao tầm công suất 300-400W nha bác, 300-400W trong kênh đó. Với dòng Sanken Hi-Vis thì tiếng của nó thì cũng cực kỳ là hay, bass sâu, giá trầm nó thì phải gọi là cực kỳ là mượt và cũng như cực kỳ là ấm và cũng như là
về chất âm ba giái của dòng sòi sàn Gen Hybrid thì nó sẽ đều hơn đấy. Và đặc biệt dòng sò này là dòng sò lớn nên là cái công suất của nó thì cũng tương đương là gấp đôi những cái con công suất của những con sò bình thường như là Toshiba nha bác. Đây qua bác nhìn bí mật và cái linh kiện nó thì cũng gọi là quá chắc đó. Ở phía trên đã nhiều rồi, phía dưới càng dày đặc thêm nữa nha bác nhé. Nhìn bác gọi là rất là gấu. Hàng này bên em bao riêng bán hết cho tất cả các bác. Đấy, bao riêng bán hết nha. Rồi đó là cái về cái phần nội thất của chiếc gói chiếc bao sân xui B2201. Dòng này thì quá hiếm, thị trường không có nha. Các bác nào sưu tầm thì alo cho em. Dòng này nghe hay, trưng bày đẹp luôn. Đấy, khi mà đèn lên ở cái trên cái mặt trước này thì các bác nhìn vào là chỉ có một từ là phê thôi nha bác, nhìn rất là mê luôn. Đấy. Rồi đây bên em các bác cần hình ảnh chi tiết thì cứ việc alo cho em. Đây, các bác nhìn đây quá đẹp luôn nha. À, bao chắc bao xinh như bán nha bác. Con này thì size dày to nặng giống như là cực kỳ là đỉnh của hãng sân xui 2201 nha. Rồi thông báo giá cho cả bác luôn, thì con này thì có giá là 20.500.000 nha bác nhé. 20.500.000 giá bên em đã bao cước toàn quốc cho cả bác và tặng cho bác là một bộ dây kết nối từ thiết bị phía bên trên xuống để các bác có thể ghép vào một cái con rề. Đấy, các bác có thể ghép vào một con rề hay các bác có thể ghép vào vang để vừa nghe nhạc vừa karaoke. Đấy, hoặc là các bác cũng có thể đánh trực tiếp, tại vì dòng này nó có volume bác, có volume ngoài đằng sau nên là các bác có thể vặn to nhỏ bình thường. Đấy. Rồi thì các bác nào yêu thích sản phẩm sân xui B2201 thì liên hệ trực tiếp cho khoa qua số thoại là 0367648707 hoặc là 0393110409, kết bạn Zalo, Facebook qua số lui 707 nhé. Đấy, cần hình ảnh cụ thể của những đường link về test chất âm thì các bác cứ kết bạn Zalo của Hồng, Hồng sẽ gửi đường link cho tất cả các bác cùng xem. Đấy, rồi ok, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video sau.